Mời quý vị theo dõi tiếp chương trình thời sự với các tin tức khác. Chiều nay, ngành thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức triển khai nhiệm vụ năm 2023. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Năm 2023, Bộ Tài chính giao dự toán thu ngân sách nội địa cho ngành thuế Đà Nẵng là hơn 18.400 tỷ đồng, tăng 7% so với số thu đạt năm 2022. Để phấn đấu hoàn thành dự toán thu cũng như đồng hành cùng thành phố thực hiện hiệu quả chủ đề năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội, ngành thuế đặt ra 5 nhiệm vụ và 8 giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo tiền đề để tăng thu ngân sách nhà nước, thực hiện có hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, nâng cao kỷ luật kỷ cương và đạo đức công vụ đội ngũ công chức thuế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của toàn ngành cùng thành phố hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2022. Với nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh nền kinh tế dự báo còn nhiều thách thức khó khăn, ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi của doanh nghiệp và người nộp thuế, ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ thu của ngành. Phó Chủ tịch mong muốn mỗi cán bộ công chức thuế phải tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tiếp tục hiện đại hóa quản lý thuế, đặc biệt là có các giải pháp khuyến khích người dân lấy hóa đơn giá trị gia tăng, tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế nhằm nuôi dưỡng nguồn thu bền vững.